như nhân cha và con và thánh thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cả quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta quy tụ lại đây rất đông đảo trong một dịp hành hương để kính Đức Mẹ Maria trong dịp kỷ niệm 99 năm Đức Mẹ hiện ra tại lần đầu tiên tại Fatima, nước Bồ Đào Nha. Chắc chắn đây là dịp mà chúng ta bày tỏ lòng sùng kính mến yêu đối với Mẹ Chí Thánh của chúng ta. Và chúng ta đến với Mẹ, chúng ta cũng mang theo biết bao nhiêu những khát vọng, những ưu tư, thao thức trăn trở của đời sống mình. Chúng ta hãy tin tưởng dâng lên cho Mẹ, cũng như Mẹ đã tin tưởng dâng cả cuộc đời của mình, dâng tất cả những gì quý giá nhất của mình và những yêu thương hy sinh của mình cho Thiên Chúa, để nhờ Mẹ và cùng với Mẹ chúng ta ngày càng bước theo Đức Kitô là đấng cứu độ trần gian, là tình yêu muôn đời của Thiên Chúa, để rồi chính trong tình yêu ấy mà chúng ta tìm được sự vững vàng và hạnh phúc. Chúng ta hãy xin Mẹ giúp cho chúng ta có được những tâm tình đúng đắn ấy, để cuộc hành hương này, cuộc gặp gỡ bày tỏ lòng tôn kính mến yêu này cũng giúp cho chúng ta biết sống cuộc đời Kitô hữu, sống niềm tin của mình một cách xứng đáng hơn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã đặt Mẹ của con Chúa làm Mẹ chúng con. Xin cho chúng con khi kiên trì sám hối và cầu nguyện cho thế giới được ơn cứu độ, chúng con có thể gom phần mở mang nước Chúa mỗi ngày một hữu hiệu hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ lề lực, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ lề lực, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Đó là lời Chúa. Cana xứ Galilea và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi."
Chúa Giêsu nói với mẹ: Hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc: Hễ người bảo gì thì phải làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: Hãy đổ nước đầy các chum. Họ đổ đầy tới miệng, và Chúa Giêsu bảo họ: Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã quá thành rượu. Ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang mà nói: Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông lại giữ rượu ngon tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea, và đã tỏ vinh quang người, và các môn đệ người tin người. Đó là lời Chúa. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, hôm nay chúng ta quy tụ thật đông đảo nơi đây để mừng lễ kính nhớ việc Đức Maria hiện ra tại Fatima lần đầu tiên. Và chúng ta đang bày tỏ một niềm tin tưởng mến yêu đối với mẹ Maria. Chắc chắn chúng ta đến đây, chúng ta cũng mang theo trong lòng mình biết bao nhiêu những khát vọng rất thiết tha, những trăn trở băn khoăn của chính mình, của người thân yêu của mình. Và chúng ta tin tưởng hy vọng rằng mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, cũng là mẹ của chúng ta, sẽ có khả năng để giúp đỡ cho chúng ta, để nâng đỡ và giải thoát chúng ta khỏi những khó khăn trắc trở trong cuộc sống này, và giúp chúng ta sống cuộc đời con cái của Thiên Chúa một cách vững vàng và hạnh phúc hơn. Niềm tin ấy không phải là sai lệch. Thế nhưng qua bài tin mừng hôm nay, đây là một lời mời gọi để giúp cho chúng ta cần phải biết tin tưởng nơi mẹ như thế nào. Qua bài tin mừng theo Thánh Gioan kể lại cái sự kiện tại tiệc cưới Cana ngày xưa. Tiệc cưới hôm đó có mẹ hiện diện cùng với Chúa Giêsu và các môn đệ của Chúa Giêsu nữa. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người khác cũng tham dự ở đó. Nhưng ở đây chúng ta thấy một cái điều đặc biệt nơi mẹ đáng cho chúng ta tin cậy và rồi mời gọi để học lấy cái gương mẫu của mẹ nữa. Đó là cái tâm hồn của mẹ luôn luôn mở rộng ra. Tâm hồn của mẹ là một tâm hồn con người biết quan tâm đến người khác, biết chia sẻ những khó khăn trắc trở của người khác, chứ không dửng dưng vô cảm trước cái nỗi khổ của người khác. Cho nên mẹ đi đám cưới, và cho dù là mẹ không phải là người thích uống rượu đâu, nhưng mà mẹ quan tâm thấy đám cưới đó hết rượu, tức là một cái nỗi đe dọa, cái khó khăn của nhà đám là mẹ quan tâm. Và cái sự quan tâm đó nó thể hiện cái lòng của mẹ, một cái tấm lòng đã được gắn kết với Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Cho nên mẹ ngừng ăn, mẹ đi nói với Chúa Giêsu: Họ hết rượu rồi con ơi. Và có lẽ không cần nói nhiều, bởi vì Chúa biết nói vậy đủ rồi. Và rồi chúng ta thấy cho dù mẹ được đáp lại bằng một lời nói xem ra không dễ nghe, không dễ hiểu đâu: Việc gì đến mẹ và con, giờ của con chưa đến. Nghĩa là xem ra chúng ta hiểu rằng mẹ bị từ chối,
Nhưng có lẽ cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy, cho dù gặp những khó khăn, không dễ thuận lợi, cái tiếng nói của mình không phải lúc nào cũng được đáp lại một cách dễ dàng, nhưng mà mẹ vẫn nói, mẹ vẫn bày tỏ một cái sự cảm thông, một cái tình yêu thương, biết quan tâm, chia sẻ với những nỗi khổ của người khác, biết trình bày lên với Chúa. Cho nên đó là một điều rất đặc biệt mà chúng ta cũng được mời gọi để học lấy ở nơi mẹ, biết sống như mẹ. Ở đây chỉ cần nhìn thoáng qua, chúng tôi có thể thấy biết rằng có nhiều người đang đau khổ, người yếu đau bệnh tật đến đây để cầu xin mẹ Maria, mẹ Fatima giúp đỡ cứu chữa cho mình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng, và chúng tôi nghĩ rằng điều đó chắc đúng, có nhiều người hơn nữa không có vấn đề lắm. Nhưng mà cái vấn đề của những người đó là để đi giúp cho những người đang đau khổ, những người đang yếu đau bệnh tật được đến đây để tham dự lễ này, để cùng cầu nguyện, có thể để hướng dẫn nâng đỡ cho. Nghĩa là có những con người đã biết theo gương mẹ để học lấy một cái bài học của một cái sự quan tâm, cảm thông và nâng đỡ cho người khác. Có thể nói Chúa ngày xưa ở tại tiệc cưới Cana đã nhờ có Đức Mẹ mà Ngài đã ra tay, thì ngày hôm nay có lẽ thế giới này người đau khổ rất nhiều, người ta cũng cần có những người biết theo gương mẹ Maria, biết sống cái tinh thần của mẹ Maria, để rồi nhờ đó mà Thiên Chúa có thể ra tay. Thiên Chúa ra tay không phải ở trên trời, nhưng mà Ngài ra tay qua những cái con người mà có khả năng và có cái tấm lòng để sẵn sàng quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ cho anh chị em yếu đuối, khó nghèo, đang cần sự trợ giúp của Chúa, mà Chúa ở trong những con người như mẹ Maria, như những người có cái tấm lòng quảng đại, biết chạnh thương, đang hiện diện ở nơi đây vì những người thân yêu đang cần của mình. Và có lẽ một cái điều quan trọng nữa chúng ta có thể thấy và học được ở nơi mẹ Maria trong chính bài tin mừng này là khi mẹ gặp thấy những cái khó khăn thì cái sự chạnh thương đó không phải thấy cảm thông rồi thấy tội nghiệp rồi thôi cũng kệ đâu, nhưng mà mẹ đã diễn tả cái tình thương, cái sự quảng đại muốn trợ giúp người khác bằng lòng tin của mình. Mẹ đã đến nói với Chúa, và rồi cái thái độ của mẹ đến nói với Chúa, lời cầu nguyện đó nó bày tỏ một cái lòng tin, chứ không phải đến cầu nguyện rồi tranh thủ để ép Chúa phải làm theo như ý mình. Mà ở đây mẹ đã bày tỏ cái lòng tin và mẹ hướng dẫn cho những người giúp việc ở đó, nói với họ, mẹ đã nói rằng hễ người bảo gì thì phải làm theo. Cái điều đó là một cái nguyên tắc căn bản. Mẹ đã tin và mẹ đã thể hiện niềm tin đó khi biết trao dâng cái ý muốn của mình, trao dâng những cái khát vọng của mình, cái khó khăn của anh chị em của mình cho Chúa, và tin cậy vào cái cách Thiên Chúa hành động, chứ không phải đòi Chúa phải làm theo như ý của mình muốn, mà trái lại mình phải làm theo như ý Chúa muốn. Người bảo gì thì phải làm theo. Và quả thực khi mà người ta biết làm mấy điều đó thì phép lạ nó đã diễn ra. Chúa Giêsu đã bảo một cái điều xem ra ngược đời. Lúc đó hãy đổ nước đầy các chung. Đổ nước vào đó làm gì nữa? Người ta đã làm cái nghi thức thanh tẩy xong rồi, giờ đây đổ nước vào đó làm gì? Và đổ nước lã vào đó làm chi? Mấy người kia ta đã vất vả xong rồi thì cho người ta nghỉ chứ, bây giờ là tiệc, hết tiệc thì hết, người kia thì giúp việc cũng được ăn chứ, bây giờ lại đi xách nước nữa, xách nước lại đổ vào các cái chum dùng vào việc thanh tẩy chứ không phải nước để uống. Thế mà Chúa Giêsu bảo thì những người đó phải nghe,
Và nhờ nghe đó thì mới có những cái chum rượu đã được biến thành từ không chỉ nước lã mà còn với lòng tin của họ cộng với ân sủng của Thiên Chúa đã kết thành phép lạ làm nên rượu ngon. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ đó là bài học mà Đức Maria, mẹ Fatima, người mẹ mà chúng ta tôn kính, mến yêu và trông cậy hôm nay đang muốn nói với chúng ta, muốn chia sẻ với chúng ta về chính cái kinh nghiệm và cái cách sống của tâm hồn của mẹ dành cho chúng ta hôm nay. Mẹ Maria đã hiện ra tại Fatima liên tiếp từ tháng 5 cho đến tháng 10 năm 1917 vào ngày 13 mỗi tháng. Và lời mẹ kêu mời chúng ta hãy cải thiện đời sống, hãy tôn sùng mẫu tâm và hãy siêng năng lần hạt mân côi. Những điều đó không phải để mẹ quy về mình, nhưng mà mẹ mời gọi chúng ta đi theo cái con đường của mẹ, mà cái con đường của mẹ là con đường đi theo Chúa Giêsu, con đường sống niềm tin để biết theo lời dạy của Chúa, biết sám hối ăn năn. Và nếu như lần chuỗi mân côi ta bày tỏ lòng tôn kính đối với mẹ, yêu mến đối với mẹ, thì đó cũng là để chúng ta học, chúng ta chiêm ngắm và chúng ta làm cho thấu cảm và thấm nhập những cái điều mà mẹ đã sống trong suốt cả hành trình của mẹ, trong những mầu nhiệm mùa vui, mùa sáng, mùa thương và mùa mừng. Nghĩa là mẹ đi theo suốt cả cuộc đời mà mẹ được gắn kết với Chúa Giêsu là đấng cứu độ trần gian như là người mẹ đích thực. Cho nên chính những điều đó mẹ mời gọi chúng ta hãy đi theo mẹ và hãy sống niềm tin của mình một cách đúng đắn, sống cái điều mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy mở rộng lòng của mình ra để biết quan tâm, yêu thương, nâng đỡ, chia sẻ đối với những khó khăn, khốn khổ, xác hồn của anh chị em của mình. Và hãy để cho lòng yêu mến đó, tình bác ái đó, nó đặt nền ở trên chính niềm tin, để rồi niềm tin sẽ dẫn đưa chúng ta đi theo Chúa, để cho chúng ta từng bước khám phá ra lòng thương của Chúa nó còn luôn luôn lớn lao hơn, sâu nhiệm hơn những cái khát vọng bình thường của chúng ta rất nhiều. Kính thưa cộng đoàn, lẽ đó là cái điều quan trọng mà hôm nay trong ngày lễ mừng kính mẹ Maria, mẹ Fatima, chúng ta đến đây với mẹ, chúng ta bày tỏ lòng tôn kính, mến yêu mẹ, chúng ta tha thiết khấn xin mẹ nhiều điều. Nhưng có lẽ có một cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần khấn xin mẹ là xin mẹ cho chúng ta có được một lòng tin như mẹ, cho chúng ta có được một tâm tình yêu mến như mẹ, để rồi nhờ đó mà chúng ta làm cho cuộc đời của mình mỗi ngày một vững vàng hơn, có ý nghĩa hơn và cũng có thể bảo đảm hạnh phúc hơn, có thể giúp cho chính mình vượt thoát những cái khó khăn, những thử thách trong cuộc sống. Và đồng thời chúng ta hy vọng có thể chia sẻ, nâng đỡ cho anh chị em của mình cũng đạt được cái niềm tin và niềm hạnh phúc ở trong chính tình yêu của Chúa nữa. Amen. Cha chi thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ mừng kinh Đức Maria diễm phúng trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chung tụng và tung hô Chúa.
Với phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiêu giải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lạy, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quân, cùng với các thần sông mênh đồng hân hoan chung tùng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phaolô chúng con, Đức cha Giuse chủ tế và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xuân thương như cha trên trời. Hãy tạ ơn Chúa là Đức Chúa Cha. Chúa đã dựng nên trời đất muôn loài. Vì lòng thương xót muôn
Chúa hằng đưa dân dân thánh của Ngài. Chúa hằng tha thứ chờ đón con về. Lòng thương xót muôn kiếp muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng rằng con Chúa nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria là Thiên Chúa thật và là người thân. Xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận củng cố niềm tin chân thật ấy, và xin cho cuộc chiến thắng phục sinh của con Chúa đem lại cho chúng con ơn cứu độ và niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc tường ánh các thánh của Chúa, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ánh tường đó, thì mỗi lần chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thanh thiện của các đấng mà bắt chương. Chúng con đài xin Chúa làm phép và thanh hóa những ánh tượng này để tôn kính và tưởng niệm đến con một Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Đức Trinh Nữ Maria mẹ Chúa Giêsu Kitô và các thánh. Xin Chúa đoái thương để những ai siêng năng tôn sùng cung kính con một Chúa Đức Mẹ và các thánh trương những ánh tượng này, thì nhờ công nghiệp và sự che chở của Người được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau, nhờ cùng một Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây xin cộng đoàn chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và theo ý Ngài, để trong sự hiệp thông này chúng ta đáng lãnh nhận ơn toàn xá và phép lành cuối lễ giờ đây. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúng lành của Ngài. Amen. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria. Nhờ Người anh chị em đã đang lãnh nhận đấng ban sự sống. Amen. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây. Xin cho anh chị em được hưởng phúng lòng là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Amen. Và xin phúng lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.